Tại hội nghị tổng kết định hướng nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh năm 2045 do Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ bổ sung quy hoạch theo định hướng mở, đồng thời ban hành quy chế quản lý quy hoạch gắn quy hoạch với trách nhiệm của người đứng đầu. Mục tiêu đến năm 2045 của thành phố là xây dựng một môi trường cạnh tranh cao, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phát triển không gian đô thị, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải tạo và phát triển đô thị hiện hữu, xây dựng cấu trúc đô thị phù hợp để giảm thiểu áp lực dân số vào khu vực trung tâm thông qua mô hình thành phố vệ tinh.